Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Toàn tiếp tục lên đơn này cả nhà ha. Thì những đơn hàng này cuối năm thì đa phần là anh em mình cọc tiền hoặc anh em nào chốt thì add cho lô Toàn thì giữ lại cây, năm sau Toàn gửi. Hôm nay Toàn lên một cặp mai chú thủy, một cây mai chú thủy, nghĩa là bán cây này tặng cây này anh em. Cái này thì cái bộ rễ nó quái lắm nha. Đó, mini này, quái, rất là quái này. Siêu mini thôi, cái này như chiếc đũa thôi. Nhưng mà tặng cây này. Cái này hàng nuôi rất là tương lai, anh em mình ép chậu, ép đá. Anh em mình ép đá vào những hàng cái này, đá tiêu cảnh nông bộ này chúng ta ép vào thì nó rất là duyên này. Như cây này chúng ta ép là nó bay tàng bay ra rất là duyên nha cả nhà ha. Đó, cái này Toàn tặng nhé. Còn riêng cái cây này thì cái cây này bộ đế nó đẹp hơn nè. Cái này Toàn ủ sơ dừa để cho cái bộ đế nó khỏe này. Đó, nha cả nhà ha. Hàng tương lai thôi, dạng hàng phôi thôi. Nhưng mà rất là khỏe, rễ rất là mạnh. Cái bộ rễ của nó thì nó sắn từ dưới này nè, nó sắn lên nha cả nhà. Nó sắn nè, nó đi từ đây nó bò vào đây. Và nó bò ở đây, nó lên đây, đó, nó sáng như vậy. Còn thư ra cho anh em mình xem nha. Đó, đó cái bộ rễ nó sáng luôn như vậy nha, anh em thấy không? Nó sáng này, đó, là chỗ, cái chỗ sáng này. Đó, anh em thấy rất là duyên nha. Mình chuyển qua mình đắp sơ dừa để cho nó khỏe thôi. Ở dưới là nó đã mình đã trồng cát rồi nha cả nhà. Đó, cái bộ rễ nó như này, rất là duyên nha cả nhà, rất là duyên và rất là đẹp đó. Có những cái rễ cám li ti nằm đây, mình cố tình mình ép để chi ở giữa này mình có để gắn một cục đá này, cho nên là mình muốn nó dính đá nè. Cái này thì rất là duyên nha. Sau đó chúng ta về như là chúng ta dùng cái rong rêu nhung này cả nhà, chúng ta dùng rêu nhung này nè. Rêu nhung mà chúng ta đắp lên thì nó sẽ được những cây rất là đẹp, rất là duyên như thế này. Đó là cái cây mình ví dụ trước cả nhà, mình đang cái cây mình để cái cây hồng ngọc mai rêu nhung mình ví dụ lên cho cả nhà mình xem này. Đó. Khi mà chúng ta đắp cái rêu nhung và chúng ta đắp đá này như thế này. Đó, cả nhà mình thấy không? Cái rễ này nè, còn cho ôm vào một cái khúc cây. Nó nằm xung quanh như thế này. Shop to mặt đường nó có nhiều tiếng ồn, anh em thông cảm nhé. Anh em mình thấy nó ôm cái khúc gỗ và nó ôm đá nhìn rất là duyên không? Chúng ta về chúng ta ép đá như thế này rất là duyên nha cả nhà. Nó bay ra như thế này. Chỉ cần gắn một cái tượng này nó là ngon. Ở đây sau này mai mốt cái tượng còn cho nó bay về đây này, bay về kia ngay góc ta là đẹp. Đây là cái hồng ngọc mai, hàng mini thì chúng ta làm đơn giản vậy thôi. Còn về cái cặp mà Toàn đang giao lưu cả nhà mình, cặp mai chú thủy này đó, cái này Toàn bán là 150k tặng cây này nha cả nhà. Combo này 150k tặng cây này, Toàn không bao ship nha, ship thì chắc tầm 35-50k nữa. Quay cho cả nhà mình xem cặp mai chú thủy siêu mini này, là mai chú thủy lá chung nha cả nhà, cũng không có lớn lắm đâu, lá này rất là bình thường vậy thôi, lá như thế này thôi. Đỉnh điểm của nó to nhất thì như thế này, đỉnh điểm nó như cả nhà. Ví dụ như cái cây mà nó lớn nó già thì đỉnh điểm của lá già của nó cỡ đây, như cái đây là một cái phôi này Toàn đang xử lý này, lá nó cỡ vậy thôi nha cả nhà. Lá này chúng ta chơi lá chung này chúng ta chơi bông rất là đẹp, sai bông xiên bông nó không như lá nhỏ của kim thanh mai, chơi rất là dễ chịu. Năng đế năng rễ cũng uống rất là ok. 150k nha cả nhà. Toàn ship code toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Còn anh em nào nay dịch còn chưa ship code được, giao lưu trong tỉnh thì gửi xe, còn ngoài tỉnh thì tùy anh em mình có thể nhận tuyến quốc lộ được thì Toàn gửi xe tuyến quốc lộ. Còn anh em nào mà không nhận xe được tuyến quốc lộ thì anh em mình cọc tiền 50 hay 100 nghìn gì đó, hay là gửi thì anh em mình giữ coi lại uy tín giúp Toàn là được ha. 150k bao ship 150k ship quốc toàn quốc nha cả nhà ha. Còn anh em nào muốn bao ship thì 180k Toàn bao ship quốc toàn quốc cho cả nhà mình luôn. 180k Toàn bao ship quốc toàn quốc. Đó, mua một cây này tặng một cây này rất là đẹp. Đó, bộ rễ bộ đế rất là duyên, cây này thì bao duyên cho anh em luôn này, bao duyên bao đẹp cho anh em luôn đó. Đó, bộ rễ nó thao rất là tương lai này, mai chú thủy rất là tương lai. Shop Toàn nó mặt đường nó nhiều tiếng ồn, anh em thông cảm nhé. Khó một chút để mùa này gần chợ, là mùa này nó rất là đông, khách hàng đi quay lại rất là nhiều. Đây, cặp số 1 nha anh em, là chốt inbox Toàn nha. Số điện thoại của Toàn là Toàn để dưới phần mô tả, và Zalo anh em mình cứ ok cái nào thì inbox thôi. Rất là đẹp, bộ rễ rất là quái nha cả nhà ha. Em này cũng quái cực kỳ luôn, em này thì bộ rễ nó khoảng
đang cũ đẳng luôn, rất là đẹp. Dưới này đa phần là cát nha, toàn chỉ ủ một gốc sơ dừa ở trên này để cho nó cái rễ cám nó mạnh thôi nha cả nhà ha. Chứ còn ở phía dưới là toàn bộ đều là cát. Ở xứ miền Trung toàn trồng cây, đa phần toàn trồng cát, trộn với sơ dừa, trộn với con bò và một ít cái chấu nha cả nhà ha. Như thế này nè cả nhà ha, tất cả đều là như vậy hết, cả toàn trồng như vậy thì cây nó mới khỏe, thoát nước nhanh thì cây nó sẽ đẹp cả nhà ha. Cả nhà nào yêu thích dòng linh sam thì inbox toàn nhá. Linh sam xếp đế như thế này toàn có khoảng 10 cây thôi, linh sam xếp đế được nha, đi kèm nước một nghe được khoảng 10 cây. Đó, xếp đế đi kèm như thế này nha cả nhà, rất là duyên nè, xếp đế như thế này. Thì cái video linh sam toàn sẽ quay sơ, hôm nay giao lưu trước cái này đi, mỗi lần chúng ta quay một video ngắn thôi, tâm sự anh em vừa nói chuyện vui cuối năm mà vừa xem cây vậy thôi nha cả nhà ha. Anh em mà thấy video dài thì anh em cứ bấm lướt qua xem cây là được rồi nha anh em ha, đừng có buồn toàn nha. Rồi ok, toàn xin phép kết thúc video cho cặp mai chú thủy 150k. Toàn chấp nhận ship code nhưng mà không có bao ship nha cả nhà ha. 180k toàn bao ship, ship code toàn quốc cho anh em mình luôn. Anh em nào ở trong tỉnh thì gửi xe, anh em nào có thể nhận quốc lộ 1A thì gửi xe, chiếc khấu trước cho toàn gửi xe. Còn anh em nào mà ở ngoài tỉnh mà nên thì tại là bên ship nó nghỉ để làm việc rồi, anh em mình yêu thích cái dòng cặp này thì anh em mình chỉ còn cọc tiền giúp cho toàn sang tầm qua Tết thì 3 ngày Tết 7 ngày xuân chỉ có 10 ngày thôi đó là toàn gửi cây cho anh em mình được rồi nha cả nhà ha. Ok, toàn sẽ kết thúc video, xin chào tạm biệt cả nhà mình nha.